so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red flag, the bombs bursting in air, they proved through the night that our flag was still there. Chiều một đoàn quân thấp thoáng, núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng, lạnh lùng theo trống rồ trên khu đồi hoa in trong chiều xa. Biển cu trong bực chiều dương không u âm thầm che khói mù, bao an khiên đang mê đầy ngủ với gió làm một người nam như thù. Khi ra đi đã quyết chi nuôi căm hờn buồn lời thiêng còn vang. Xây thành thời gian luôn vô tình dừng chậm với xa thấp thoáng tàn canh ôi người chiến sĩ vô danh. Ở trong bóng chiều một đoàn quân thấp thoáng, núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng, lạnh lùng theo trống rồn trên khu đồi hoang im trong chiều buông. Xa biên khu trong chiều dương âm u âm thầm chen khói mù, bao oan khiên đang về đây hú với gió và hồn người nam như thù. Khi ra đi đã quyết chi nuôi căm hận buồn lời thiêng còn vang, hồn quật
cường quyền mang đến phú chiến thắng, dầu hẳn đời lớp tan. Gươm anh linh đã bao lần vây máu, còn xa xây thành thời gian huống vô tình dừng chân phơi xa thấp thoáng tàn canh. Ôi người chiến sĩ vô danh, phút mặc niệm chấm dứt, chúng tôi xin được mời quý vị an toàn. Quý vị vừa nghe xong nhạc phẩm Người chiến sĩ vô danh thay cho phút mặc niệm của chương trình ngày hôm nay. Nhạc phẩm Chiến sĩ vô danh được sáng tác vào năm 1946. Kính thưa quý vị, cơ quan IRCC và Dân sinh Media rất trân trọng cảm ơn quý vị đã đến đây tham dự buổi tưởng nhớ Hoàng Cầm và Phạm Duy, một nhà thơ, một nhạc sĩ hàng đầu của dân tộc Việt Nam. Hôm nay quý vị sẽ có dịp nghe qua những mẫu chuyện lạ về cuộc đời của hai vị, đặc biệt là được nghe tiếng nói và những ý tưởng rất thực, rất con người của nhạc sĩ thiên tài Phạm Duy. Năm nay bác 85 tuổi, bác có hài lòng với cuộc đời của bác không? Thật, tôi rất là vui với vấn đề này. Mọi ai mà chẳng muốn là khởi sự một cuộc đời của mình và rồi đóng khép nó lại, mà trong khi mình vẫn còn sống. Bởi vì tôi biết có nhiều người muốn khép lại mà không được, chưa khép xong thì đã chết rồi. Chúng ta biết bao nhiêu, chẳng hạn như tôi chẳng biết bao nhiêu người bạn cũng muốn được nói rằng thôi tôi giải nghệ rồi, nhưng mà chưa được nói kịp đó đã chết. Đã chết rồi. Còn tôi đó thì tôi đã giải nghệ 2 năm nay rồi. Bạn có nghĩ rằng bác là vĩ nhân của dân tộc Việt Nam không? Vĩ nhân nhé? Không. Tôi sợ nhất là cái đại ngôn á. Tôi là một người cá nhân mà làm sống bằng cái nghề đó và sống đến tận cùng. Có nhiều người cũng muốn sống như vậy, muốn làm cá nhân lắm. Ví dụ nhiều người tôi cũng mà chẳng muốn làm nghĩa sầm hay sao, rồi cũng phải chết thôi. Tôi thì tôi được sướng là nó tiếp tục là tôi có cái may mắn được sinh vào một cái thời mà dù rằng nó có nhiều cái khó khăn mà tôi vẫn được làm cái nghề mà tôi muốn, cái nghề cá nhân đó thôi, thì tôi thích lắm. Và hôm nay quý vị cũng có dịp nghe lại một số những tác phẩm chọn lọc của hai vị. Hoàng Cầm và Phạm Duy sinh ra cùng một thời, gặp nhau thành bạn qua những tác phẩm chứa đựng tinh thần ái quốc trong bối cảnh một dân tộc Việt Nam còn đang bị uẩn hoại trong tay quân xâm lược Nhật Bản dã man. Và tinh thần dân tộc thì vẫn còn mang nặng nỗi đau thương nô lệ thực dân Pháp trong suốt cả trăm năm qua. Năm 1946, người nhạc sĩ trẻ Phạm Duy viết Chiến sĩ vô danh khi một quốc gia Việt Nam độc lập chưa thành hình và chưa có một quân đội. Nhưng bằng sức tưởng tượng phong phú, Phạm Duy đã vẽ ra những chiến sĩ anh hùng, can trường chiến đấu. Những hình ảnh làm phấn chấn cả một thế hệ thanh niên đang vùng lên tìm đường cứu quốc. Mờ trong bóng chiều, một đoàn quân thấp thoáng, núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng, lạnh lùng theo trống dồn đi trên đồi hoang đêm trong chiều buông. Năm 1946, nhà thơ trẻ Hoàng Cầm viết bi trường kịch Kiều Loan, ca tụng lòng ái quốc và tinh thần trung trinh tiết liệt của phụ nữ Việt Nam qua nhân vật Kiều Loan, tôn thờ minh quân Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ, sẵn lòng tuẫn tiết giết người chồng bội phản để gìn giữ sự sắt son với chính nghĩa. Nàng dị kỳ như cô gái rừng hoang, tôi biết đâu chuyện 10 năm tìm kiếm. Nàng là ai? Ôi dung nhan kiều diễm, từ chiều nay tạc tượng đến muôn đời. Phải, những kẻ nào cầu phú quý vinh thân, thường phù thịnh,
ai phù suy. Em Kiều Loan, dù tôi có lời nguyền, non nước đã thanh bình trong gió mới. Nàng Kiều Loan giờ đã mất đừng gọi tên, lòng tối đau như cắt. Dưới lớp đất đen này ông hãy cúi xem, vua Quang Trung còn thét mắng ngày đêm. Đó là giặc, nàng biết đâu dám nói, ta là cánh tay trung liệt của triều đình, phải dẹp bằng tan quân phiến loạn kinh thành. Theo ta đi nhanh lên. Đứng lại, cánh tay Nguyễn Triều quỷ quái thật hết rồi. À, Kiều Loan, nàng giết tôi. Phải, tên Kiều Loan giờ mới đáng gọi to mà nhắm mắt. Năm 1948, Hoàng Cầm lấy Tuyết Khanh, nữ kịch sĩ đóng vai Kiều Loan, và sinh được một cô con gái. Phạm Duy nhắc bạn đặt tên con theo tên thi phẩm và nhận con gái bạn làm con đỡ đầu. Năm 1954, Phạm Duy vùng thoát vào Nam sống đời tự do và thiên tài Đơm Hoa Kết Trái sáng tác thêm hàng ngàn bản nhạc bất hủ để lại cho đời. Trong làng trời về khuya vắng tiếng lúa đê mê. Năm 1954, Hoàng Cầm bị kẹt lại với miền Bắc cộng sản, thi tài bị thui chột với chế độ, xuất phẩm bi chừng kịch Kiều Loan bị rơi vào quên lãng. Vợ và con gái ông di cư được vào Nam tự do, nhưng nhà thơ chịu cảnh mất cô con gái cưng. Đến năm 1977 tìm được con, chạy vào Nam, chưa gặp mặt được con đủ một ngày, thì con lại vượt biên ra đi mất biệt. Mãi đến 17 năm sau, năm 1994, trong sự bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của người thi sĩ già, cô con gái từ Hoa Kỳ thực hiện bi chừng kịch Kiều Loan gửi qua làn sóng BBC về Việt Nam tặng bố. Khuôn mặt già nua cằn cỗi của người thi sĩ sau bao năm tháng tù đầy cải tạo trong chế độ cộng sản bất chợt bừng sáng lên. Tác phẩm của ông hãy còn đó, và con gái ông vẫn còn đó. Hoàng Cầm là cầm bút viết tình cảm. Nếu anh còn trẻ, một giấc mơ chung của con người, của mọi người. Vâng, bây giờ xin mời quý vị nghe giấc mơ của người thi sĩ Nếu Anh Còn Trẻ. Những vần thơ chất chứa tình cảm rất con người của Hoàng Cầm. Rồi Phạm Duy sẽ đọc mạnh thêm qua những nốt nhạc. Nhạc sẽ do Duy Hùng, con trai của nhạc sĩ Phạm Duy trình bày. Thơ sẽ do con gái của thi sĩ Kiều Loan diễn đạt sau đây. Nếu anh còn trẻ như năm trước, quyết đón em về sông với anh. Những buổi chiều vàng phơ phất lại, anh đàn em hát nếu ở xuân xanh. Có mây bàng bạc gây thương nhớ, có ánh trăng vàng soi giấc ngã mơ. Có anh ngồi lại so phim cũ, mong chờ em hát khúc xuân. Chẳng hay về với chúng tôi, năm tháng năm giây trùng phim nguyên, bao giờ em
trở về nâng lá trúc xinh. Mái tóc thương em mờ sợi nắng cài hoa, mắt ngọc đọng ngày nào em chờ gót quay về thăm lại bên thu xa thì đôi mái tóc không còn say nữa, mây bạc trăng vàng vẫn
trong cuộc đời của chúng ta có nhiều người ra đi đã để lại cho chúng ta những giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Bây giờ tôi xin nói tới những người ra đi mà để lại cái giá trị tinh thần cho chúng ta ngày hôm nay. Trong thư viện của Viện Bảo tàng có một cuốn sách nói về câu chuyện nhân văn giai phẩm. Đấy là giai đoạn đấu tranh quyết liệt nhất của 30 văn nghệ sĩ và trí thức đã chiến đấu trong ngục tù, trong thế giới đầy ải của Cộng sản. Mà cái kết quả khốc liệt là chỉ có ông Phạm Thùy Lục chạy thoát được. Còn lại nếu ông ta kẹt lại, tôi xin nói một cách vắn tắt là những cái vị mà đấu tranh chính trị với những cái bài thuyết giảng thì không có được phổ biến rộng rãi, nhưng mà có bốn những ông, bốn năm ông mà để lại những luận thơ với nhạc là đi vào lòng người. Bốn ông mà tôi biết được ấy, là ông Phạm Thùy Lục, Hoàng Cầm, ông Quang Phúc, Văn Cao. Quý vị biết bốn ông đó cùng học một trường trung học Thăng Long ở Hà Nội. Mà trong bốn người đó đều để lại cho chúng ta những di sản rất là quý giá của nền văn hóa Việt Nam. Nhưng mà riêng Phạm Thùy, tôi thưa với quý vị là một anh trò, anh học trò lười biếng dốt nát. Bằng cấp duy nhất của ông Phạm Thùy có là bằng sơ học, tiểu học. Và ông học chỉ có được một năm trung học, sang nước Pháp và đi du học là chỉ rất thế. Nhưng mà nó chính là một thiên tài. Ông đã làm những bài nhạc từ cái lúc mà chúng ta chưa có quân đội đâu ra đấy cả. Cái bài mà chúng tôi ở trong trường phải hát đi hát lại là bài Ngày Xuất Quân, Ngày Hai Ba Hùng Vĩ Tiến Lên. Ông Phạm Thùy cứ tưởng tượng ra cái đất toàn hùng vĩ, mà sau này chúng tôi cứ phải xuất quân bao nhiêu lần từ trong trại đến trong các đơn vị. Và cũng là ông đó làm những bài có cái câu mở đầu là cho tôi đi lại từ đầu, bài tuyệt vời. Tất cả các chúng ta ai cũng muốn, nhất là ở tuổi chúng tôi, đều muốn đi lại từ đầu. Quý vị bây giờ muốn đi lại từ đầu thì quý vị sẽ làm cái gì tốt đẹp hơn cho bản thân, cho gia đình, cho đất nước và cho xã hội? Cả cuộc đời đều lầm lỡ đi lại từ đầu. Đó là những cái bài mà quý vị sẽ nghe ngày hôm nay. Và Phạm Thùy, cuộc đời tình ái của Phạm Thùy rất là cay đắng, và càng tục lụy và càng ngang trái thì những bài ca tình của ông lại càng vĩ đại. Thế bây giờ là thêm vào đó nữa, tuổi bước đi đủ các thứ, nhưng mà có một điểm là hai người tâm đầu ý hợp để cùng hát với nhau cái bài mà gọi là bài của quý vị vừa nghe đó. Làm thế nào mà cả hai người đồng ý là nếu mà cho tôi trẻ lại. Và cuối cùng ông ấy lấy bài thơ của Cung Trọn Trưởng tuyệt vời để gần như là đúc nét, để hứa hẹn với chúng ta tiếp sau. Thế thì bây giờ thưa quý vị, tôi chỉ thưa một cái quan tắc là này, tôi có cái ơn này là lúc tôi 14 tuổi rưỡi, 15 tuổi ở làng Bình Hải, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, tôi có dựng một cái đêm mà có đáng nhẽ là có một người bạn tôi là anh Thanh Thương Hoàng cùng có đêm hôm đó. Ông ấy đang làm nhà thơ chưa biết ra làm sao. Dự cái đêm hôm đó là tôi biết chắc là có cả Hoàng Cầm và Phạm Thùy, có cả ông Hà Thượng Nhân từ Thanh Hóa vào. Lúc đó tôi chỉ 14-15 tuổi. Cái đêm hôm đó là văn nghệ của những người như Phạm Thùy và Hoàng Cầm đã làm sống dậy cái cuộc chiến tranh chống Pháp rất là hào hùng. Lúc đó là chưa có Cộng sản, chưa ai biết Cộng sản là cái gì cả. Cái đêm hôm đó là thơ của Hoàng Cầm, nhạc của Phạm Thùy. Cái đêm hôm đó mà tôi thưa với quý vị là tôi không ngờ là bằng cái năm trải qua mà cậu bé 14 tuổi rưỡi, 15 tuổi là tôi còn đứng lên ngày hôm nay, và tôi chắc là trong số những người 78 cái tuổi ngày hôm nay có thể có người nào đó đã dựng những đêm liên hoan của cái thời Hoàng Cầm và Phạm Thùy thời bây giờ, là những cái bài thơ mà nằm nghiêng bên sông Thu, những bài thơ tuyệt vời mà mỗi một cái ông văn nghệ thời đó là đều yêu một con sông, chẳng hạn như là sông Thu là của ông Hoàng Cầm, sông Lô của ông Văn Cao, rồi sông Mã với lại sông Đáy là của ông Quang Dũng,
rồi thế ông Phạm Duy ông lôi con sông sông Thương, có nhiều người bảo là đáng nhẽ là phải là sông Thương, không biết, tôi nhớ chỉ nhớ cái bài học sông ngoài Bắc Điện, sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam chảy vào sông Thái Bình, tôi biết cái đó phải là con sông Thương, và cái đó tất cả cái đó nó làm cho tôi đọc đi đọc lại trong mấy tháng qua về tài liệu về bàn thờ sư Phạm Duy, và cuối cùng tôi thương quý vị, tất cả những bài hát ngày hôm nay đều là những bài hát của những người chúng tôi thương yêu trọng lòng, những ca sĩ, những người lãnh đạo, để mà cùng ở đây quý vị biết là ai, cùng đi chợ nọ chợ kia có gặp gỡ và cùng hát để trải lòng ra với những cái bản nhạc ngày hôm nay. Và tôi rất mong quý vị không cần phải theo dõi nhiều giọng ca mà theo dõi từng lời ca một, những lời ca tâm huyết, và đó là những người mà đã để lại cho chúng ta những cái vốn liếng về vấn đề văn hóa cũng giá trị cả 100.000. Xin kính chào toàn thể quý vị. Bây giờ là mùa xuân 1985. 10 năm đã trôi qua, trong đó tiếng hát Việt Nam theo lời chung của lịch sử phần nhiều chỉ là những bài ca quê hương trong cơn mê sảng, là những ảo ảnh về quê hương tuyệt vời, hay là những tiếng gào cho quê hương ngục tù thảm khốc. Nếu tôi còn muốn là một ca nhân Việt Nam, còn muốn khóc cười theo mảnh nước, còn muốn gửi thông điệp của quê hương cho quê hương và cho những người con của quê hương ở trong nước hay đã xa xứ, thì điều tốt lành nhất cho tôi là phải quay về bơi lội tắm mát trong dòng sông thi ca của dân tộc, và cũng chẳng cần phải đi quá xa vào dị vãng, hãy tìm đến dòng thơ hiện. Tôi chọn Hoàng Cầm là một thi sĩ không có may mắn được chúng ta biết đến kỹ càng trong mấy chục năm qua, từ thơ tình và kịch thơ của thời tiền chiến, qua thơ kháng chiến tới thơ chống đối của anh trong phong trào nhân văn sai phẩm, và nhất là thơ tiếp tục chống đối sau đó. Tôi muốn nhấn mạnh đến một tập thơ chuyển tay của Hoàng Cầm, nhân đề Đường về Kinh Bắc, lưu hành tại Bắc Việt trong khoảng cuối thập niên 60. Đây là những bài thơ ngắn mang đầy ẩn ý và dùng mật ngữ để nói lên sự sai lầm của một nước Việt đi theo chế độ ngoại lai, và mời gọi chúng ta quay về với nền văn hóa dân tộc, đặc biệt là nền văn hóa lễ lừng của thời nhà Lý, khi kinh đô nước ta còn đóng tại vùng Bắc Ninh bây giờ. Đây là những bài thơ nhắc nhở cho chúng ta những gì mà chúng ta không biết về sự vật, về con người và đất nước của chúng ta, hoặc đã biết mà quên đi chăng. Bài đầu tiên nhan đề Lá Diêu Bông, với hai câu thơ mở đầu: đứa nào tìm được lá diêu bông, từ nay tao sẽ gọi là chồng. Lá diêu bông là một thứ lá ở vùng Đình Bảng, Bắc Ninh, Bắc Việt. Nếu ta hái đem về vắt ra nước, rồi lấy nước lá bôi lên mặt, thì da mặt sẽ mịn màng, tươi đẹp hẳn lên. Đó là một thứ mỹ phẩm của người thiếu nữ Việt Nam đùa xưa. Cái ngụ ý của bài này là muốn nói đến sự hứa hẹn hão huyền của một người chị lớn đối với lũ đàn em đầy thiện chí. Đây cũng là một xác định hay là một thông điệp của một thi nhân trong một chế độ. Không có một thứ lá diêu bông nào, không có ở một thứ mỹ phẩm nào có thể làm đẹp cho một người chị xấu xí.
tao sẽ gọi là chồng, đứa nào tìm được lá diêu bơ. Vài ngày sau em tìm thấy lá, chị trao mày đâu phải lá diêu bông. Mùa đông sau em tìm thấy lá, chị lắc đầu nhìn nắng vạn bên sông. Đứa nào tìm được lá diêu bông thì từ nay tao sẽ nhận làm chồng, tao sẽ nhận làm chồng đứa nào tìm được lá diêu bông. Ngày cưới chị em tìm thấy lá, chị mỉm cười sẽ chỉ cắm chôn kim. Chị đã ba con em tìm thấy lá, xòe tay phủ mặt chị không nhìn. Đứa nào tìm được lá diêu bông thì từ nay tao sẽ gọi là chồng, tao sẽ gọi là chồng đứa nào tìm được lá diêu bông. Chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi
khơi thủy dương dù bến tơi bời làn mây hồng phá dáng trời sóng đà giang thuyền qua xứ người thuyền ơi viễn xứ xa xôi một lần qua ra bến lâu thương ơi giọng hát thiên thu suối nguồn xa vắng chiều mưa ngàn về nhìn về đường cô ly xa xôi đời nhịp sâu lỡ bước bước hoang mang rồi quay lại hướng làng đã giang lệ ướt nở mẹ già ngồi im bóng mái tuyết sương mong con bạc lòng chiều nay gửi tới quê xưa biết là bao thương nhớ cho vừa rơi xuống đời biết là bao sâu trên xứ người mệt mờ gửi tới quê xưa lũ thủy dương dù bóng ven sông chiều nay trên bến muôn có thuyền viện xứ nhộ nẻo lên đường trên bến muôn phương
có thuyền viễn xứ. Em xưa
trượt bồng bánh giọng hát, thoáng đài hoa tím đầu mắt treo gầy. Ta bật dậy và lạ lùng kinh ngạc. Ôi hoa vàng quay úp mặt buồn tênh. Cho tôi lại nhà trường
bao nhiêu là người thương, không ai thù ai oán, ai cũng bảo tôi ngoan. Tôi yêu thầy tôi lắm, nhớ tiếng nói vang vang. Tôi theo tà áo trắng, cô em bạn cùng trường. Cho tôi lại một mùa mưa rơi buồn ngoại ô, đêm đêm đèn trong ngõ soi sáng mảnh tin khô. Tôi mơ thành triệu phú, cứu vớt gái bơ vơ. Tôi mơ thành thi sĩ, đem thơ dệt mộng hờ. Cho tôi lại còn nhiều, cho tôi lại tình yêu. Tôi không đòi khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu. Cho chưa đi vội về sau, xin đi từ thâu, đi vui và bên nhau. Trong tim thì sôi máu, quê mắt có chẳng sao. Bông hoa cài trên áo, trên môi cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau, cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về phẩm này vào năm 1971. Và ngay lập tức nhạc phẩm của ông đã làm toàn thể Việt Nam Cộng Hòa rung động. Và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thời đó cũng không biết giải quyết như thế nào, là bởi vì bản nhạc này đã được loan truyền mạnh mẽ ở khắp mọi nơi. Và có cấm thì cấm, nhưng mà tất cả mọi nơi đều hát. Và bài hát này đã làm cho tất cả những người lính, dù là họ đang ở chiến trường, ở bệnh viện, nhưng họ vẫn nhìn thấy đây là một những tâm tình rất là nhân bản của con người Việt Nam. Và đó là điều đó làm cho Việt Nam Cộng Hòa chúng ta khác với chế độ miền Bắc. Chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Kỷ Vật Cho Em của Phạm Duy sau đây. Trở về hàng cây nghiêng ngả, anh trở về, anh trở về mộng gỗ cài hoa, anh trở về trên chiếc băng ca.
trên trực thăng sơn màu tang trang. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở về chiều hoàng trơn nắng, bông sâu buồn liệm kín hồn anh. Anh trở về bờ tóc em say, chiếc khanh xô lên đầu vội vã. Ôi em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở lại đây kỳ vật viên đạn đồng đen, em san sông cho làm kỷ niệm. Anh trở về, anh trở về trên đôi nạng gỗ. Anh trở về, anh trở về bại tướng cột chân. Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân bên người yêu tật nguyện trai đàn. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở về nhìn nhau xa lạ, anh trở về sang sơ đời em. Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen, cố quên đi một lần chân trôi. Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời. Mai mốt.
tay của quý vị thì chúng ta có lẽ mọi người đều cảm thấy một bài hát như thế này là sao nó cảm được và thương được. Nó chất chứa những tình cảm trong con người của chúng ta. Nó làm cho những người lính, ngay cả những người mà bị thương tật, người ta mất một chân, người ta nghe bản nhạc này, người ta vẫn rất yêu nó như thường. Và thưa quý vị, sau năm 1975 thì tôi cũng hơi có cái món nghệ sĩ, cái bước đi học đàn. Và tôi hát bài Nhìn Chung Sáng. Bởi vì lúc đó, cả gia đình có 6 người anh đi đâu. Và rồi có một người anh thì đã đi vượt biên, đã ra khỏi nước. Trong cái hoàn cảnh đó, mình hát cái nhạc phẩm Nhìn Chung Sáng, mình cảm thấy gần như nó mang cái tâm trạng của mình. Và cứ mỗi một lần tới hút điểm của tôi ngừng lại. Và chị bà nằm kế bên, bà đang phê. Sao tôi nhìn hát cái đó lại ngừng lại. Và cảm động nữa. Dạ không, cái khúc nó cao quá, tôi. Và đến năm 1983 của tôi đến đảo Bulawayo, biết có quý vị nào ở đây thôi không? Và cứ mỗi một lần có người ra đi thì họ phải hát ba bài. Bài thứ nhất là bài Nhìn Chung Xa Cách, bài thứ hai là bài Biển Nhớ, bài thứ ba là bài còn của Lê Minh Phương, còn một chút. Bây giờ tôi sẽ quên. Và cứ mỗi một lần nghe như vậy thì quý vị, lòng mình nó vừa xúc động, nó vừa nao nao. Mà cái trạng đó nó tôi ở 70 ngày, tôi nghe đủ 70 lần. Thì bây giờ thưa với quý vị, hôm nay tôi muốn quý vị cùng nghe là một nhạc phẩm mà ngày xưa tôi hát không tới. Và có lẽ nhiều quý vị hát không tới. Và bây giờ không cho ai hát, chỉ cho một người đặt cho quý vị nghe. Người đó là hiền tế của nhạc sĩ Phạm Duy. Xin quý vị tạm biệt giới thiệu tiếng đàn kỹ thuật của nhạc sĩ Giáo sư Trần Hiền. Thank you.
quý vị thì đang ngắm đôi Nguyên Ngương Trần Nhật Hiền và Kiều Loan. Tôi xin được tố phụ quý vị là tôi mới được bước xuống đây vì chị thầy trông cười tươi như hoa các con trận. Cái đội này là hiền tế của Hoàng Cân và dám giới thiệu là hiền tế của Hoàng Liên. Nhưng mà tôi xin báo với quý vị, tôi là người rất là thông minh. Tôi nói con bé gì giới thiệu chỉ là con dâu cái con nuôi Hoàng Liên mà. Trong cái chương trình này á thì tôi là người có ý kiến mời giáo sư Trần Nhật Hiền lên kéo Kim Hân, là bởi vì tôi biết cái câu chuyện mà tôi muốn kể quý vị và tác nghe, là khi cô Kiều Loan đưa anh chàng này về trình diện bố ở Hà Nội thì ông bố có hỏi là cậu làm cái nghề gì, thì ông này ông trả lời là con cũng là nhạc sĩ. Nhạc sĩ ở đâu? Ở trường quốc gia nhạc ở Huế. Thế con làm cái gì ở cái trường đó? Thì con trông con thì ông kia bảo là thế con được làm thủ trưởng lớp à? Thì bảo là chúng con gọi đó là giáo sư, gọi là giám đốc trường quốc gia nhạc Huế. Thế là con làm thủ trưởng, thế thì ngoài vấn đề là cậu có chuyện với con gái tôi, cậu còn chơi cái nhạc gì nữa? Thì là con gái làm đi cầm, bởi vì chơi một bản thì cho tôi con. Không có làm. Ngày hôm nay, giáo sư mà gọi là ba trưởng ở Huế kéo đàn này, bản nhạc của Phạm Duy để dâng lên cho bố vợ. Tôi muốn quý vị cùng thưởng thức ngày hôm nay. Vì vậy nên tiếng đàn của ông ấy, tiếng đàn của ông thủ trưởng thì thường thường nó khác tiếng đàn của những tay trưởng. Nhưng mà tiếng đàn này ngày hôm nay tôi nghĩ là bố vợ của ông rất là chịu. Và nhà tôi cũng như bài học là giữa cô Kiều Loan với ông Hiền thì anh chọn ai? Tôi chọn công Hiền. Từ ngày chàng để dâu tôi bắt đầu quên. Và bây giờ chúng ta cùng sống Phạm Duy, cùng sống với ông qua những nhạc phẩm mà ông chuyển sang đời đến. Và bây giờ là vào nhà rất là nhiều người thích trở về mái nhà sư nhạc khí sáng tác năm 1912. Soon.
Thôi nhé đường hoài âm xưa, giọt mưa đã gieo bên thềm nhà, người ngồi im bóng lắng nghe tháng ngày qua. Tôi cũng thích thằng này nữa. Tôi xin giới thiệu với quý vị nha, cậu này là bác sĩ Lê Việt, con của Thái Thanh đó, gọi Phạm Duy là bác. Mà tôi là 16 tuổi là tôi đứng thấy mẹ nó 14 tuổi hát, tôi mê, bây giờ tôi lại mê thằng con. Cảm ơn bác, xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, nếu quý vị có dịp đọc lại cái văn tự của chính quyền cộng sản miền Bắc vào những cái thập niên 50, chúng ta thấy cái ngôn ngữ của cái chế độ cộng sản hết sức là hãi hùng. Và đến ngay bây giờ 60 năm sau mà chúng ta đọc lại những cái văn tự đó và những cái ngôn từ đó, chúng ta thấy họ vẫn là một cái thể chế mà không hề có một nền văn hóa. Thế nhưng người nhạc sĩ Phạm Duy của chúng ta vào thập niên 50 và năm 1959, ông đã sáng tác một nhạc phẩm. Và khi mà quý vị nghe, quý vị nhìn thấy ngôn từ, những cái chữ nghĩa của ông ta dùng, quý vị đã thấy cái cuộc đời thanh thoát, quý vị đã thấy là tất cả những hình tượng của trong đời sống chúng ta được diễn đạt lại qua những cái lời nhạc này. Xin được mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Tiên Sao Thiên Thai, sáng tác năm 1959 của nhạc sĩ Phạm Duy. Ơi ơi tiếng sao nhẹ
và buồn sao buồn vắng mênh mông là buồn. Tiên Nga buông nơi tóc bên nguồn, hiu hiu lũ cây tùng dù dù tiếng trên buồn. Chiều như chìm lắng bóng chiều không đi, trời cao xanh ngát ở chiều. Hai con hạc trắng ngơ sau đời. Tình ta ngồi tiến sao khi cao cao mơ vút cùng làn mây lơ lửng rồi về bên dòng suối. Bóng xiêm đình trên không uốn thân mình lên lên thiên thai lót vai cùng nhạc gió thoáng về mơ mộng quá nàng ngọc chân tượng nhớ bay xa. Trên không uốn thân hình lên lên thiên thai lót vai cùng nhạc gió thoáng về mơ mộng quá nàng ngọc chân tượng nhớ tiếng lòng bay xa. Lọt vai cùng nhạc gió thoáng về mơ mộng quá nàng ngọc chân tượng nhớ tiếng lòng bay xa. Lọt vai cùng nhạc gió thoáng về mơ mộng quá
trần tưởng nhớ tiếng lò. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta cùng nghe một cái nhạc phẩm mà tôi nghĩ rằng là nó có một tiểu sử. Ông Phạm Duy lúc mà ông sinh cái đứa con của ông đó, thì ông cũng là một người nghệ sĩ, tay bế con xong rồi ru, ai dè đâu cái tiếng ru ông biến thành bài hát. Và cái bài hát đó ngày hôm nay chúng ta đều nghe và chúng ta đều thấy những cái tình tự quê hương ở trong đó. Và ông Giao Chỉ Vũ Bất Lộc nói rằng đây là một bài tình ca, là một bài ca của dân tộc Việt Nam. Xin quý vị cùng chúng tôi nghe tình ca của Phạm Duy được sáng tác năm 1953 khi ông ru con trai của ông là Duy Minh. Xa xôi vững tin vào mộng đêm.
sức người vương đất ơi, đất nước tôi, núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng, lúa miền Nam trà gió mùa lên lúa sẽ phải hưởng
mà nghe như tiếng gọi dường thiên thu đến cho em xuôi có ngàn thơ bờ sông thương con nghe chắc chờ và quên thôi bông sẽ phai hờn và nghe như tiếng gọi dường thiên kết mộng cũng ngần ấy thôi đến em góp núi chung đôi thiêu nương là nương đốt lá cũng rồi hoang sơ đến cho em xuôi có bờ sông thương còn nghe chắc chờ và quên thôi bông sẽ phai hương mà nghe như tiếng gọi dường thiên thu đến cho bờ sông thương con nghe chắc chờ và quên thôi bông sẽ phai hờn mà nghe như tiếng gọi dường thiên thu non sông bông mẹ sâu mà trông là trông ngưỡng cửa chiều lũ mai sầu thôi em xanh mắt bồ câu vàng tơ là tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau. Vâng, bây giờ thưa quý vị, chúng ta đã sắp sửa kết thúc chương trình và chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu cùng quý vị. Sở dĩ cơ quan IACC mà tổ chức cái chương trình ngày hôm nay là bởi vì chúng tôi có cái cơ duyên được làm bạn của những người con của Hoàng Cẩm và Phạm Duy. Và hôm nay chúng tôi xin được trang trọng giới thiệu cùng quý vị những người trong gia đình của Hoàng Cẩm và Phạm Duy. Trước khi chúng ta cùng với nhau hát hai nhạc phẩm cuối cùng hết sức là đặc biệt, bây giờ chúng tôi xin được đầu tiên giới thiệu cùng quý vị là Hiền Tế của Phạm Duy lẫn Hoàng Cẩm và phu nhân Trần Thị Kiều Loan sau đây. Và kế tiếp chúng tôi cũng xin được mời người con trai thứ của nhạc sĩ anh Phạm Duy Hùng và phu nhân Lê Xuân Tổng cùng lên. Kính thưa quý vị trưởng thượng, quý vị quan khách, quý vị trong ban tổ chức và quý thân hữu,
tôi xin đại diện gia đình nhà thơ Hoàng Cầm gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức Chiều Tưởng Nhớ Thơ Nhạc Phạm Duy Hoàng Cầm ngày hôm nay. Đặc biệt, ông Vũ Văn Lộc, Giám đốc Cơ quan IRCC, ông Phạm Phú Nam, Giám đốc Dân Sinh Media and Television, và cùng toàn thể nhân viên. Chúng tôi cũng rất lấy làm cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ đã không nề hà đến đây cùng đóng góp nhiều tiết mục thật là đặc sắc để tưởng nhớ đến hai vị tiền bối nhạc sĩ Phạm Duy và thân phụ của Kiều Loan, nhà thơ Hoàng Cầm. Đặc biệt hơn nữa, trong không gian thật trang trọng và đầm ấm, với sự có mặt đông đảo của quý vị trong buổi chiều tưởng nhớ ngày hôm nay, đã nói lên được sự quan tâm của quý vị trong việc gìn giữ văn học và nghệ thuật của Việt Nam mà hai thân phụ của hai gia đình chúng tôi đã đóng góp không nhỏ. Những thi phẩm, nhạc phẩm nói lên lòng yêu nước, lòng yêu mến quê hương trong lời tình tự của dân tộc Việt Nam. Mà những người con cháu hậu duệ như chúng tôi rất lấy làm hãnh diện và tự hào. Một lần nữa, chúng tôi xin mượn giây phút này xin nói lên lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị đã đến tham dự ngày hôm nay, và xin kính chúc quý vị cùng gia đình được mọi sự an lành. Và sau đây, đại diện cho gia đình nhạc sĩ Phạm Duy cũng có đôi lời cùng quý vị. Kính thưa quý vị quan khách, Xuân Lộc là con dâu thứ ba của nhạc sĩ Phạm Duy. Xin kính chào quý bác, quý cô chú và quý anh chị em. Xuân Lộc và phu quân là anh Phạm Duy Hùng xin chân thành cảm ơn sự có mặt của quý vị. Thân phụ của Xuân Lộc, Suya với bố Phạm Duy, ông Lê Xuân Nhuận, tức nhà thơ Thanh Thanh cũng tham dự ngày hôm nay. Thưa quý vị, bài thơ Thuyền Viễn Xứ của nữ sĩ Huyền Chi là một bài thơ trong tập thơ Cởi Mở, được xuất bản năm 1952 bởi nhà xuất bản Xây Dựng Huế, mà chủ nhân của nhà xuất bản đó là ba của Xuân Lộc, ông Lê Xuân Nhuận, cũng là bạn thân của nữ sĩ Huyền Chi. Sự hiện diện đông đảo của quý vị là một món quà tinh thần rất lớn cho dòng nhạc Phạm Duy. Xuân Lộc cũng xin cảm ơn ban tổ chức, các hội đoàn, các vị mạnh thường quân đã hết lòng bảo trợ cho chương trình. Và nhất là cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ đã làm việc rất là vất vả từ 2 tháng nay để cống hiến cho chúng ta thưởng thức những giờ phút thơ nhạc đầy nghệ thuật. Xuân Lộc hy vọng quý vị sẽ giữ mãi trong lòng một kỷ niệm đầy cảm xúc về chương trình Hoàng Cầm, thơ Hoàng Cầm, nhạc Phạm Duy hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn và xin hẹn được gặp lại tất cả quý vị vào những chương trình nhạc Phạm Duy sắp tới. Xin cảm ơn. Ngoài những bông hoa của các hoa hậu ở San Francisco, chúng tôi xin được mời các anh chị đại diện cho ban tổ chức trao tặng 2 bó hoa, chị Mộ Hoa và anh Văn Quân cho gia đình của nhạc sĩ Phạm Duy và nhà thơ Hoàng Cầm. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, bây giờ là giây phút chót của chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị 2 nhạc phẩm, và 2 nhạc phẩm này sẽ được hát hợp ca. Và nhạc phẩm thứ nhất là chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe, và nhạc phẩm thứ hai, nếu có thể được, chúng tôi xin mời quý vị cùng trình diễn chung với tất cả anh chị.
Bởi vì thưa quý vị, nhạc phẩm cuối cùng là nhạc phẩm Việt Nam. Việt Nam chúng tôi xin được thưa quý vị tiểu sử và một số những tình tiết mà quý vị cần biết cái ảnh hưởng lớn lao của nhạc phẩm này như thế nào. Cựu Tổng thống Nguyễn Văn Trường trước khi mất, ông đã yêu cầu được hát nhạc phẩm Việt Nam, Việt Nam. Và vào những năm 70-80, có một chiếc thuyền nhân trên một chiếc tàu bị nạn, bị hải tặc Thái Lan bắt lên trên đảo Phuket. Và những người thuyền nhân bị lột chân lột chuột. Và trong cái giây phút cực kỳ đau thương đó, những người thuyền nhân đó đã ôm với nhau và cùng hát nhạc Việt Nam, Việt Nam. Và vào năm 1974, thưa quý vị, trong cái trận hải chiến Hoàng Sa, bốn chiến hạm của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa chuẩn bị tư thế tác chiến với những bốn chiến hạm của sáu chiến hạm của Hải quân Trung Cộng. Trong giây phút đó, ông tư lệnh hạm đội của Hải quân Việt Nam đã ra lệnh cho một số thủy thủ của Hải quân Việt Nam lên con tàu nhỏ đổ bộ vào bãi. Và cái con tàu nhỏ đó đang đi ở giữa khơi thì lệnh khai hỏa bắn ra. Và ngay lập tức mười mấy người chiến sĩ hải quân nó cùng đứng dậy và hát bài Việt Nam, Việt Nam tung trời. Thưa quý vị, giữa làn đạn pháo mà người ta còn cảm thấy lòng yêu nước đến như vậy, thì ngày hôm nay quý vị sẽ phải hát với chúng tôi cái nhạc phẩm Việt Nam, Việt Nam. Và nhạc phẩm này sẽ được trình bày hợp ca. Và tôi sẽ được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đứng sẵn ở trên sân khấu có nhạc sĩ Phạm Duy Hưng, phu nhân của anh là chị Xuân Lộc, nghệ sĩ Kiều Loan, nghệ sĩ Trần Thiền và những người nghệ sĩ mà quý vị đã nghe mà chúng tôi không giới thiệu tên tuổi ngày hôm nay bởi vì có một mục đích. Ngày hôm nay chúng ta đến đây để nói về Hoàn Cầm và nói về Phạm Duy. Thưa quý vị, những tên tuổi đó tất cả các anh chị em hôm nay để dành cho sự vinh danh đặc biệt đó. Và bây giờ thì chúng tôi xin được giới thiệu cùng những tiếng hát mà đã trình bày cùng quý vị trước, từ trước đến bây giờ. Đầu tiên xin được giới thiệu cùng quý vị tiếng hát của nữ ca sĩ Thái Hằng. Xin mời chị Thái Hằng. Sau đó là tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Lan. Xin mời Hoàng Lan. Và thưa với quý vị, người ca sĩ hát nhạc phẩm chiến sĩ vô danh mà tôi rất hân hạnh được nhắc thêm một chút về anh. Anh là người chiến binh đã hai lần ở tù cộng sản năm 1972 khi mà anh đã thất trận tại trận Lộc Ninh, và lần thứ hai năm 1975 khi mà anh được thả tù binh về trở lại với đơn vị của anh đã bị bắt một lần nữa. Thưa quý vị, người chiến sĩ của sư đoàn 5 bộ binh thiếu úy Bảo Ngọc. Và kế tiếp tôi xin được mời nam ca sĩ Văn Quân. Và kế tiếp chúng tôi xin được mời nữ ca sĩ Đông Thảo. Và thưa với quý vị, nữ ca sĩ Diệu Linh. Và người cuối cùng chúng tôi được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị mà quý vị đã được nghe qua một lần, và bây giờ tôi cũng xin bắt chước ông Vũ Văn Lộc, tôi thích người này, nhạc bác sĩ Lê Việt. Vâng, xin tất cả cùng quý vị và chúng tôi nghe nhạc phẩm hợp ca đầu tiên Giọt Mưa Trên Lá. Thank you.
Yeah.
quý vị đã đến đây ngày hôm nay và đã nhiệt tình ở với chúng tôi từ đầu cho đến phút cuối. Xin quý vị lượng tình tha thứ cho những cái khiếm khuyết, đặc biệt là hôm nay trời bên ngoài thì mát, bên trong thì hơi nóng, nhưng mà cũng không biết làm sao hơn. Xin được quý vị thông cảm và xin được hẹn quý vị trong một dịp khác trân trọng cao hơn.